10.000 năm trước, con người sống trong môi trường ô nhiễm, ăn những thực phẩm không hợp vệ sinh và hầu như không ý thức được vấn đề vệ sinh cá nhân. Trong trăm năm trở lại đây, lối sống vệ sinh mới được quan tâm rõ rệt. Thế nhưng, sự thay đổi này lại có vẻ không hoàn toàn mang lại lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Bất chấp những loại thuốc mới và các phương pháp phẫu thuật hiện đại, sức khỏe của con người vẫn suy giảm hàng ngày do các bệnh dị ứng và số ngày lao động bị mất do nghỉ ốm đang ở mức cao nhất mọi thời đại các hiệp sĩ giấu mặt âm thầm bảo vệ sức khỏe hàng ngày của chúng ta chính là hệ thống miễn dịch tự nhiên. Hệ thống này luôn chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, các tác nhân gây nhiễm trùng nhờ một đội quân các tế bào có khả năng thực bào và phá hủy bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến cơ thể và gây bệnh. Đội quân này gồm các đại thực bào, bạch cầu trung tính, tế bào đuôi gai cũng như bạch cầu ái toan, ái kiềm và các tế bào tiêu diệt tự nhiên còn được gọi là tế bào T. Các cytokine truyền tin interleukin và hệ thống bổ thể được hoạt hóa tuần tự để kích hoạt một loạt các chất hóa sinh tấn công vi khuẩn mục tiêu và nhiều loại tác nhân gây bệnh khác. Có hàng tỷ tế bào được biệt hóa để bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi đội quân vi khuẩn xâm lược hùng hậu từng giây từng phút mỗi ngày. Chính cơ chế này đã bảo vệ chúng ta hàng chục ngàn năm nay. nhưng giờ đây đội quân này đã không còn các công cụ cần thiết để làm nhiệm vụ của mình một cách chính xác thuốc tẩy chất khử trùng xà phòng chất tẩy màu chất tẩy trắng hạn sử dụng đóng gói trên không nước được tẩy clo không khí được lọc hệ thống vệ sinh tủ lạnh hất tiệt trùng các biện pháp tiệt khuẩn hệ thống thu rác thải và tất cả những việc vô ích khác của lối sống hiện đại đã bảo vệ chúng ta quá mức và quan trọng nhất chúng ta đã loại bỏ beta glucan 13 16 trong chuỗi thức ăn. Không có chất này, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ bị suy yếu. Cũng giống như một đội quân hay vận động viên chuyên nghiệp, hệ thống miễn dịch cần được huấn luyện thì mới có thể làm việc hiệu quả. Chính vì vậy, khi đội quân này ăn không ngồi rồi thì chúng sẽ mất khả năng chiến đấu. Ví dụ, giả thuyết gần đây về nguyên nhân gây dị ứng là do tế bào T0 chỉ chuyển thành tế bào T1 khi xuất hiện sự đe dọa từ bên ngoài. Nếu không, chúng sẽ trở thành T2S T3S có xu hướng tấn công mục tiêu không thích hợp trong các bệnh dị ứng như là suốt mùa cỏ khô khi hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức với bụi hay phấn hoa ở trong phổi, hoặc trong bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp, hệ thống miễn dịch tấn công vào sụn trong ổ khớp. Có nhiều bằng chứng cho thấy nếu hệ thống miễn dịch được bổ sung thêm beta-glucan và các chất dinh dưỡng cần thiết khác như vitamin D thì việc tấn công vào nhiều mục tiêu sẽ rất khó xảy ra. Vậy giải pháp là gì? Chúng ta cần phải lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng và đặc biệt là thêm beta glucan đã bị biến mất trong chế độ ăn uống. Các tác nhân điều biến miễn dịch này huấn luyện cho hệ thống miễn dịch của chúng ta tập trung vào đúng mục tiêu và thực hiện được đúng công việc của mình. Một trong những thành phần còn thiếu khác trong chế độ ăn uống của chúng ta là nấm men. Nó đã từng có trong trái cây, bánh mì và các loại thực phẩm khá lâu trước khi xuất hiện thuốc diệt nấm và phương pháp bảo quản lạnh. Nguồn nấm men khác là thức ăn ủ và nướng. Loại men này đã bị loại bỏ bởi phương pháp tiệt trùng, lọc và các phương pháp sản xuất khác. Men chứa một phân tử carbohydrate mạch dài, được gọi là beta glucan 1316. Glucan là đại phân tử cấu tạo từ đường đơn glucose. Glucan có nhiều dạng tự nhiên và trong các vi sinh vật, một số thực vật và nấm. Glucan rất đa dạng về cấu trúc, đặc tính và tác dụng. Một số loại có thể ăn được, số khác lại có khả năng điều biến miễn dịch như 13, 16, beta D glucan. Khi được hấp thu vào cơ thể, chúng bắt chước một cách vô hại sự xâm nhập của nấm và kích thích đáp ứng miễn dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả beta glucan đều như nhau. Các beta glucan chỉ có khả năng điều biến miễn dịch nếu chúng mang các nhánh bên là chuỗi beta 13 ở vị trí 16. Các nhánh này giống với mạch chính và được cấu tạo từ những phân tử glucose. Các glucan có những nhánh bên như vậy được gọi là 1316 beta d glucan hay beta glucan 1316. Chỉ những beta glucan này mới có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Cách tốt nhất để tăng cường miễn dịch cơ thể là sử dụng beta glucan 1316 qua đường ăn uống, tốt nhất là dạng viên nang để đảm bảo sinh khả dụng tối đa. Điều này rất quan trọng vì khi uống viên nang beta glucan, viên sẽ tan trong dạ dày, giải phóng beta glucan và vận chuyển xuống ruột non, hấp thu qua các vùng, đặc biệt là các mảng Peyer. Các mảng Peyer được bao phủ bởi một lớp biểu mô gồm các tế bào chuyên biệt được gọi là các tế bào microfood tế bào M tế bào M sẽ bắt lấy và vận chuyển các phân tử beta-glucan vào trong cơ thể và đưa chúng đến các tế bào miễn dịch bẩm sinh, được gọi là các đại thực bào. Sau đó, đại thực bào vận chuyển beta-glucan đi khắp nơi trong cơ thể, đến các cơ quan miễn dịch như tuyến ức, gan, hạch bạch huyết và lá lách thông qua hệ thống bạch huyết. Khi ở trong các cơ quan miễn dịch, các đại thực bào tiêu hóa beta-glucan thành các mảng nhỏ và giải phóng chúng khoảng vài ngày. Những mảnh glucan này gắn vào các tế bào thực bào tự nhiên là bạch cầu trung tính và các tế bào miễn dịch khác thông qua bổ thể và thụ thể làm chúng hoạt động. Khi mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể, kháng thể và bổ thể gắn vào mầm bệnh. Phức hợp này thu hút các đại thực bào và bạch cầu trung tính tiêu diệt mầm bệnh. Nếu các tế bào miễn dịch đã được gắn với beta-glucan, chúng sẽ nhanh chóng nhận biết và phản ứng với các mầm bệnh một cách mạnh mẽ. các glucan hỗ trợ và tăng cường các quá trình hóa hướng động và gây độc tế bào một cách hiệu quả, làm cho các mầm bệnh dễ dàng được tìm thấy và tiêu diệt. Các tế bào miễn dịch đã được bổ sung beta glucan chỉ cần gắn vào vi khuẩn, virus hoặc mầm bệnh để kích hoạt khả năng tiêu diệt đã được tăng cường. Cũng có bằng chứng cho thấy beta glucan có thể giúp các bạch cầu trung tính làm tăng hiệu quả của kháng thể đơn dòng và thuốc chống ung thư. Vì vậy, hơn bao giờ hết, bạn cần lấp đầy các khoảng trống dinh dưỡng bằng cách dùng beta glucan 1316 thường xuyên để bảo vệ sức khỏe và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nếu bạn bị bệnh, nó sẽ hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch của bạn và do đó làm tăng khả năng chiến thắng bệnh.